Uống được nhiều rồi. Cho mà vì lần đến tôi bác quay lại mất hướng hết rồi. Không biết đường về nhà luôn à? Không biết cho mình nói thật mình, biết cho mình nói thật. Mưa hướng về hướng không. Không biết phương hướng nào nữa. Thế tôi đi xe này nó nguy hiểm chứ. Không nhớ được nhà đâu nữa. Về đâu? Như Tân Long Hương. Tân Long Hương bây giờ có biết đường về Tân Long Hương không? Như biết, như về đấy mình biết về trả Tân Long Hương. Thế à? Đây. Thế hôm nay uống ở đâu? Uống như cùng trả Tân Long Hương mà chứ. Uống ở Tân Long Hương mà giờ ra ở đây. Như em nói một câu thế này. Lúc đi em cũng làm trả Tân Long Hương. Thế cùng về mà dụng những má ảo mà cùng đứa nó cũng quay lại đây. Không phải là nó luật, nó ấm á. Nên em cũng hỏi cái thật. Thế là uống từ lúc mấy giờ? Thì khoảng 7 giờ kém mới lắm ấy. À, uống bao nhiêu ly uống rượu gì? Uống rượu gì? Cùng uống rượu Long với đi khác thôi. Chứ không là đi khác. Chứ mà con nó nói thật chứ về đấy chứ mất xuống hưởng. Còn lại ra đây chứ mất xuống hưởng. Không biết đường về nữa. À, lạc luôn rồi. Lạc lần thứ 3. Lạc lần thứ 3 rồi. À, bác làm nghề gì? Em tên đi. Tên này à? Hôm nay chủ nhà cho uống à? Thế à, tôi bây giờ nhá. Là bây giờ bác gọi điện cho người thân đón về. À, gọi cho vợ cho con. Gọi cho vợ. Rồi. Rồi đánh Hàng Châu. Rồi đánh Hàng Châu. Nói thật. Ê, đúng đánh Hàng Châu. Đó, nghe đó đấy. Alo, chị ơi, chị là vợ anh chị ấy. Anh tên chị ấy. Sự. Vợ chị vợ anh Sự à? À, vợ em là cảnh sát giao thông của công an thành phố. À, tình hình là anh là có uống nhiều rồi, chứ không lái xe được nữa. Giờ chị mà cũng không biết đường về nữa. Giờ bây giờ chị xuống lấy chỗ đường Hầm Nghĩ nhá. Xuống lấy chỗ đường Hầm Nghĩ để đón anh về. Thôi được rồi. Mình làm thợ hè làm sao mà đủ tiền mà lộp phạt được mà quan trọng ấy. Mà mình đi lạc đến 3 lần như này, không may rồi va chạm vào ai đó. Mình ảnh hưởng bản thân mình này, rồi ảnh hưởng gia đình này, rồi ảnh hưởng đến những người khác nữa, người ta tham gia giao thông. Nha bác nha. A few moments later. Bây giờ là anh là sử dụng rượu bia rồi này. Nha. Bây giờ là chị xuống ở đấy nha, chở anh về đến nơi thì chỗ nha, đến nhà luôn nha. Còn không được để anh điều khiển nha. Ừ, với chị điều khiển nhé.